Theo một báo cáo công bố ngày 29 tháng 4 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự trên toàn cầu đạt 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, tăng 2,6%. Đây là năm thứ hai liên tiếp mức chi tiêu cho quân sự của toàn cầu tăng, đạt mức cao nhất kể từ năm 1988. Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng, với ngân sách cho quân đội lên tới 649 tỷ đô la Mỹ, phản ánh chính sách hiện đại hóa quân đội của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Riêng con số này của Mỹ đã bằng tổng ngân sách quốc phòng của 8 quốc gia tiếp theo trong danh sách các nước chi nhiều cho quân sự. Trong khi đó, với chi tiêu quốc phòng tăng 83% trong 9 năm, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về chi tiêu quốc phòng. Tiếp sau đó là Ả Rập Xê Út, Ấn Độ và Pháp. Ngược lại, Nga lại rơi khỏi top 5 do ngân sách quốc phòng đã giảm từ năm 2016, được cho là do ảnh hưởng từ những biện pháp trừng phạt của phương Tây.